Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một câu nói rất hay về hóa thạch mà Dynoman tâm đắc. Đó là mỗi hóa thạch chứa trong nó hai câu chuyện. Câu chuyện về con vật đã hóa thạch và câu chuyện về người đã tìm ra hóa thạch. Kể từ khi bắt đầu đọc về hóa thạch của khủng long và các sinh vật cổ đại, Dynoman lại càng thấm thía hơn câu nói này. Và hôm nay, Dynoman sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một trong những câu chuyện hóa thạch hay nhất mà Dynoman từng biết về những sinh vật khác loài nhưng trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, định mệnh đã sắp xếp để chúng ở bên nhau mãi mãi. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Hai trăm năm mươi triệu năm trước. Đó là một ngày cuối mùa hè ở phía nam lục địa Pangaea thuộc kỷ Tam Điệp. Trong một bụi cây, có một con lưỡng cư nhỏ đang ẩn nấp. Nó đang trên đường đi kiếm ăn thì bị một con bò sát to hơn tấn công. May sao, bản năng đã giúp nó thoát nạn, nhưng vụ tấn công cũng khiến nó bị thương. Một số xương sườn đã bị gãy, nó không thể đi một quãng đường xa để quay trở về nơi mình sống được. Nó cần phải tìm cho mình một nơi ẩn nấp tạm thời. Bản năng lại một lần nữa giúp nó xác định được chỗ mà nó có thể trú chân vài ngày để chờ hồi phục. Đó là một cái hang đào. Nhưng đó là hang của ai? Liệu sẽ có một loài săn mồi nào khác đang chờ nó trong đó không? Còn lưỡng cư không biết, nhưng nó cũng không còn cách nào khác. Môi trường hang tối tăm là nơi giúp nó có thể tránh được ánh nắng mặt trời và có độ ẩm cần thiết để nó không bị khô đi dưới cái nóng của mùa hè. Nó phải đưa ra quyết định. Bằng sự thận trọng của một kẻ bị thương, con lưỡng cư từ từ tiến về cái hang và chui vào đó. Cái hang có vẻ không quá sâu, nhưng thừa bề rộng để con lưỡng cư chui vào. Nếu nó là của một con vật nào khác thì chắc chắn nó sẽ to hơn con lưỡng cư này. Và rồi, con lưỡng cư nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng thở. Những tiếng thở đều đặn phát ra từ một con vật đang ngủ. Trong bóng tối, con lưỡng cư chỉ nhìn được hình hài của một con vật khác đang nằm ở cuối hang. Nghe động, con vật đó ngước lên nhìn con lưỡng cư như đang muốn nín thở chờ giờ phút phán quyết của mình. Nhưng có vẻ như quá mệt mỏi và muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở, con vật đó lại hạ đầu xuống, cuộn tròn lại một lần nữa. Dường như nó không quan tâm kẻ xâm nhập là ai, hoặc bản năng của nó cho biết kẻ xâm nhập này không hề nguy hiểm. Mọi nỗi sợ của con lưỡng cư lúc này như tan biến. Nếu ra ngoài bây giờ thì có lẽ nó sẽ chết sớm hơn. Ở trong hang này, biết đâu nó còn có thể sống thêm vài ngày. Và không biết lấy can đảm ở đâu ra, nó đánh bạo tiến lại gần chủ nhân của cái hang. Rồi nó cũng dần thiếp đi, đánh một giấc ngon lành bên cạnh con vật kia. Hai kẻ xa lạ cứ thế mà ngủ bên nhau, yên bình đến lạ. Ngày hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa. Hai trăm năm mươi triệu năm sau, vào năm 1975 tại Nam Phi, một nhà khảo cổ học tên là James Kitching đã khám phá ra nơi an nghỉ cuối cùng của một loài họ hàng cổ xưa với động vật có vú từng sống cách đây 250 triệu năm. Một phần nhỏ của hộp sọ lồi ra bên ngoài viên đá, nhưng hình dạng và thành phần của lớp đá bao bọc xung quanh cho thấy con vật tội nghiệp đã qua đời trong một cái hang đào và rất có thể bên trong còn nhiều mảnh xương nữa. Kitching khá chắc chắn về nhận định của mình và ông quyết định đục viên đá ra. Ông đã đúng, có rất nhiều mảnh xương khác bên trong và sau đó, hóa thạch này đã được đưa vào bộ sưu tập của Viện Nghiên cứu Tiến hóa Johannesburg thuộc Đại học Witwatersrand. Nhưng Kitching không hề biết, vẫn còn một thứ đặc biệt nữa bên trong hóa thạch mà ông vừa khám phá được. Những gì mà Kitching thấy ban đầu là một phần hóa thạch của một con Trinasodon. Trinasodon là một chi động vật cung thú thuộc nhánh động vật răng chó Cynodontia, có quan hệ tương đối gần gũi với động vật có vú ngày nay. Trinasodon có kích cỡ tương đương một con cáo và có lẽ có lông bao phủ. Tư thế di chuyển cũng ở dạng trung gian giữa tư thế bò sát đất của các loài tetrapod gốc và tư thế đứng thẳng của các loài động vật có vú hiện đại. Hóa thạch của Trinasodon được tìm thấy ở Nam Phi và Nam Cực, có niên đại Tam Điệp sớm, gần như ngay sau sự kiện tuyệt chủng Pygmy Tam Điệp. Việc chúng tồn tại qua sự kiện tuyệt chủng thảm khốc khiến 70% động vật có xương sống trên cạn biến mất, được các nhà khoa học gọi là đại tử vong, Great Dying, có thể có mối liên hệ chặt chẽ với hành vi đào hang và sống trong hang đào. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy không ít hóa thạch của những con vật này đang nằm cuộn bên trong những cái hang đào. Họ cho rằng nhiều khả năng chính những con Trinasodon đã tự đào hang hơn là chỉ chiếm giữ hang của những động vật đào hang khác để lại. Đó là bởi cuộc sống của Trinasodon đã tiến hóa tạo thành các phân đoạn ở ngực, thắt lưng và vùng chậu, giúp cơ thể của nó có được sự linh hoạt để có thể cuộn tròn ngủ trong những hang đào nhỏ hơn một cách thoải mái, từ đó có thể ngủ qua mùa đông lạnh giá hoặc mùa hè nóng bức. Thú vị hơn, khi xem xét kỹ hóa thạch mà James Kitching đã phát hiện,
Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra, trong chốn ăn nghỉ cuối cùng này, con Trinasodon không chỉ có một mình. Nằm trong tư thế ngửa bụng ngay phía trên con Trinasodon là một con lưỡng cư hiếm có, giống con rồng thời nay có danh pháp khoa học là Brumistega. Brumistega là chi lưỡng cư thuộc bộ Temnospondyli mà ngày nay đã tuyệt chủng hoàn toàn, thuộc họ Rhizucidae. Họ Rhizucidae của Brumistega tồn tại từ giữa kỷ Pygmy, đến sự kiện tuyệt chủng Pygmy tam điệp thì cũng đã gần như bị xóa sổ. Brumistega có lẽ là một trong những thành viên cuối cùng còn sót lại của họ này vào đầu kỷ tam điệp. Chúng là động vật bán thủy sinh và có lẽ không có thói quen đảo hàng như Trinasodon. Người ta không hề biết về sự hiện diện của hắc thạch Brumistega bên cạnh Trinasodon cho đến khi nhà cổ sinh vật học Vincent Fernandez và các đồng nghiệp ở Đại học Witwatersrand chụp cắt lớp phần bên trong của cái hoang đảo hóa thạch vào năm 2013. Trong hình ảnh chụp cắt lớp thì những chi tiết của cặp đôi hóa thạch nằm nghỉ bên cạnh nhau đã hiện ra trước mắt các nhà khoa học, giống như chúng đang ôm nhau ngủ vậy. Ngay lập tức, các nhà khoa học đặt câu hỏi, làm thế nào chúng lại ở cạnh nhau và cùng hóa thạch như vậy? Bản thân hóa thạch này không thể giúp các nhà khoa học đưa ra câu trả lời chính xác 100%, nhưng Fernandez và các đồng nghiệp đã thu hẹp các khả năng lại. Dù không biết liệu cái hang này có phải do chính chủ con Trinasodon tạo ra hay không, nhưng khám phá hóa thạch trước đó cùng các đặc điểm giải phẫu học không thích hợp cho việc đào hang của Brumistega cho thấy loài động vật có vú thời tiền sử mới là chủ nhân của nơi trú ẩn này. Và dù cho cả hai con vật đã bị chôn vùi trong một hỗn hợp gồm nước và trầm tích đã tràn vào hang đào, thì phải ngẫu nhiên lắm buồn lòng mới đưa nguyên một con lưỡng cư còn sống vào trong hang. Với khả năng bị chôn vùi cùng nhau một cách ngẫu nhiên khó xảy ra, có vẻ như con Brumistega hoặc đã bị con Trinasodon kéo vào trong hoặc tự nó đã chui vào hang đào. Về sau có vẻ đúng hơn, dù trên xương của Brumistega có hai dấu vết nghi là dấu răng, thì kích cỡ và khoảng trống giữa hai dấu vết này lại không phù hợp với các đặc điểm răng của Trinasodon. Thay vào đó, Fernandez và các đồng nghiệp đặt giả thuyết Brumistega chỉ đi lạc vào trong hang đào khi Trinasodon đã ngủ say và Brumistega đã nằm tại đó cho đến khi một lớp bùn chôn sống cả hai. Hành vi ở chung một nơi giữa hai giống loài khác nhau như vậy rất hiếm gặp, ngay cả với các động vật hiện đại. Nhưng rất có thể, con Brumistega có lý do quan trọng để tìm nơi trú ẩn bên cạnh con Trinasodon. Thứ nhất, Brumistega có một số xương sườn đã bị gãy và mới chỉ hồi phục được một phần, do đó khả năng di chuyển và hô hấp của nó bị hạn chế. Thứ hai, một sinh vật có thể nhanh chóng chết khô nếu lang thang dưới ánh nắng mặt trời cùng mùa khô, nên có lẽ hang đào của con Trinasodon là nơi gần nhất để ẩn náu cho con Brumistega đang bị thương. Miễn là nó không làm phiền con Trinasodon đang ngon giấc trong một giấc ngủ dài ngày, nó sẽ được nghỉ ngơi trong bóng mát mà không bị sơi tái bởi cặp hàm sắc nhọn của con vật chủ hang. Trong bóng tối, những người hàng xóm kỳ tam điệp đã nằm cạnh nhau, chết và trở thành hóa thạch cùng nhau. Ngay khi nghiên cứu về hóa thạch đặc biệt này được công bố, nhiều người đã quan tâm tới câu chuyện đằng sau hai sinh vật hiện diện trong đó. Họ còn dựng nhiều đoạn phim để nêu lên giả thuyết của mình về những gì đã thật sự xảy ra. Các bạn có thể dùng từ khóa Jurassic Cuddle để tìm kiếm những đoạn phim như vậy trên mạng Internet. Vừa rồi là tất cả những thông tin mà chúng ta biết hiện nay về cái ôm 250 triệu năm, hay còn gọi là Jurassic Cuddle, một hóa thạch đặc biệt được tìm thấy cách đây đã gần 50 năm, nhưng phần nào sự thật về nó mới chỉ được hé lộ trong hơn 10 năm trở lại đây, và vẫn còn nó bí ẩn mà các nhà cổ sinh vật học chưa thể tìm ra câu trả lời. Nhưng đó chính là vẻ đẹp của cổ sinh vật học, của hóa thạch như câu nói mà Dinoman đã đề cập. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.